Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phát biểu của chuẩn tướng Châu Lập Thể Flora, và chúng tôi xin một phút để được đọc tiểu sử. Kính thưa quý vị, chuẩn tướng Châu Lập Thế Flora, tên Việt là Châu Lập Thế và đã được thăng cấp chuẩn tướng vào năm 2016. Lúc 18 tuổi, ông rời Long An tháng 5 năm 1979 và đến được Indonesia. Một năm sau, ông được định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1987, ông Châu Lập Thế được phong hàm sĩ quan bộ binh từ Học viện Quân sự Virginia. Năm 2011, ông tốt nghiệp bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh Lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia năm 2001, Kosovo 2006 và Afghanistan 2011. Với các thành tích trên, ông Thế từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng đất lịch MacArthur. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng chuẩn tướng Châu Lập Thế. Thank you. Well, thank you very much, Destiny and Brother Huy, for the invitation to be here to talk about military service in the United States. First of all, look at this beautiful crowd here. So congratulations to you and to all the planning committee here for successfully bringing the future generation group together in a single and unified entity. You know that unity and numbers equal strength. As we say in Vietnamese, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên thành núi cao. Kính thưa các cô chú bác, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng các bạn trẻ và quý vị đồng hương thân mến, tôi vô cùng vinh hạnh và cảm ơn quý vị đã dành cho tôi cơ hội đến đây để tham gia buổi ra mắt của Ủy ban Vận động Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại. Đầu năm, tôi xin chúc quý vị và giá huyến một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hàng năm Tết đến, chúng ta mừng xuân mới, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi khi liên tưởng đến biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 năm xưa. Điển hình nhất là cuộc thảm sát đã diễn ra ở Huế. Kính thưa quý vị, đồng hương, trước tiên cho tôi xin có vài lời để tri ân và bày tỏ lòng khâm phục đến những anh hùng đã ra đi đáp lời kêu gọi của đất nước năm xưa. Đó là những vị đã từng tham gia trong quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cống hiến gần cả cuộc đời mình cho tổ quốc và đã anh dũng chiến đấu với tinh thần bất khuất để bảo vệ quê cha đất tổ. Là con cháu thế hệ nối tiếp, chúng tôi luôn luôn ghi ơn và cảm phục sự hy sinh lớn lao đó. Sự hy sinh đó vì hai chữ tự do và hòa bình. Kính thưa các cô chú bác, quý vị luôn là những tấm gương sáng ngời
cho chúng cháu noi theo. Thành thực cảm tạ sự hiện diện của quý vị ở tối hôm nay. Đến đây, xin phép cô chú bác cho tôi có vài lời để đến các em bằng tiếng Anh. To all my dear brothers and sisters here tonight, my wife Thuy and I are very honored to be here in your presence. We are very excited to have this opportunity here to share with you the privilege and honor of being a citizen soldier of this Commonwealth. As you just heard in English, in Vietnamese, I have the utmost respect and admiration for our grandparents, parents, aunts and uncles, who have so bravely served the Republic of Vietnam, our motherland, with honor, dignity, and determination. We must never, ever forget their sacrifices. They have spent their entire adult life in defense of our freedom, and for that, we are profoundly indebted and humbled by their courage. No matter how hard or how long you try, you can never, ever fully comprehend the enormous sacrifices, pain, and suffering that they have been through. Personally, I admire their dedication. I respect their sacrifices, and I am so humbled by their bravery. To honor and give thanks to these forgotten heroes of my generation who fought for our freedom, I decided 30 years ago to carry on their patriotic values by serving our adopted country, the United States of America. Our grandparents, parents, uncles, and aunts have faithfully served our motherland with a unique sense of purpose, bravery, and dignity. They answer the call of duty because we needed them to protect us, protect our families, and most importantly, protect our beloved country from communism. Tonight, I sincerely hope that you embrace those values of duty, honor, and country by answering the call of duty to support and defend this great nation of ours, our adopted country. Today, America is still the most powerful country on earth. She continues to serve as the beacon of light for millions of dreamers around the world. Unfortunately, our economic prosperity and military strengths are constantly being challenged by adversaries like China, Russia, Iran, North Korea, and global terrorism. To continue preserving our hard-fought freedom and the way of life, America needs the best sons and daughters to stand by her side. So if you feel so compelled to answer the call of duty, I personally invite you to join me to serve in the Virginia Army National Guard. Your talents are truly needed during this critical time in our history. In the National Guard, you can serve your community in time of peace, and then stand ready to defend her in time of war, while still maintaining normal civilian life with your families and friends nearby. Try it, and I know you will enjoy it. I have been doing it for over 30 years, and I have also encouraged my only daughter to do the same. Now, if you are not interested in serving in the military, then I urge you to support those who do. And if you are too young to serve in the military, I do encourage you to join your local Boy and Girl Scouts. Those are wonderful organizations to help developing leaders of the next generation and leader of character.
Now, the United States military is a professional organization. Now, we do not force our citizens to serve. Instead, we compete with the private sector for the best and the brightest. And when I'm talking about compete, we really mean it. Right now, if you join, they pay you actually $20,000 bonus and up to $12,000 per year for tuition. That's fantastic. Also, for over 20 years, the United States military has been rated as the most admired institution. And the recent survey ranked military officer's job as the second most respected. Number one is a nurse, and number three is a doctor. So I made the decision to serve 30 years ago, and it was one of the best decisions for me. Military service provide excellent opportunity and life experiences. And just like your parents, we serve not for the fame and fortune, but for the love of country. So I sincerely hope that you will join me to preserve, protect, and defend our homeland here in the United States. And remember, America was there for us during our darkest hours, and now we need to be there for her, especially during this time, our adversaries go after us every day. My adopted parents taught me many years ago to always remember write a thank you note to people who gave me something very valuable or did something very nice to me. Well, America gave me a second chance in life. So I wrote my thank you note to her 30 years ago by pledging to faithfully serve whenever and wherever she needed me. As we have a saying in Vietnamese, Un Nuoc Nhớ Nguồn. Thank you very much. Enjoy the rest of the evening. Thank you, General. Quý vị thấy ông tướng Việt Nam mình có oai không ạ?